Rồi, chào tất cả anh chị em ha. Nam lên con máy độc lạ Bình Dương luôn. Máy này là không giống ai, mà không ai giống nó luôn. Máy này chỉ có tại chỗ em mới có thôi, bất cứ nơi nào không có. Việt Nam chưa có, chưa có sản xuất á. Chứ Việt Nam tại nơi đây là có nha anh chị. Nhật cũng không có. Nhật qua thấy em là nó té luôn. Đó, anh chị thấy cái tay ga nó không? Bữa không biết rửa xong cái con thằng em nó ra nó phụ. Nghĩ sao nó gắn hai cái tay vô gì nè. Đó, thì anh chị lên cái máy này ha, muốn lên tay ga kiểu này thì em để kiểu này, còn cái muốn lên tay ga bóp này thì em để cái bóp này ha. Máy là đúng lợi hại. Máy này là máy ba lô lên cần thẳng nha anh chị. Thì mấy cái bộ này em bán em có quay ha. Chứ đúng ra đây có cục cao su gắn vô nó là đẹp lắm. Để mốt em nghiên cứu cái ống cao su đây làm cho anh chị đẹp. Còn cái ốc này nó không phải gì nha anh chị. Cái ốc này là nó ký vô, dặn vô đụng vào đó nhiều đó là hết rồi. Chứ anh chị dặn con ngắn hơn nó đụng đây mà nó chưa tới trong là không được nha. Ha. Còn con tán này thì em chưa dặn vô ha. Để nó kiếm tán dặn vô. Giờ lạc đâu có tiêu rồi. Dặn vô bích đây thôi chứ không có gì vô anh chị. Đúng ra đây nó có bát nữa. Mà cái bát biết nó tiêu rồi. Đó, thì dây ga thì mai em mới gắn. Tại giờ em đi công chuyện anh chị. Em đi coi đất mua đất á. Bữa giờ cũng kẹt công chuyện quá. Đó. Thì đây. Đó, anh chị nhìn thấy không có đụng hàng giống ai chứ. Không ai giống nó. Đó, không? Cái bồ đẹp quá không? Cái bồ nhìn lại hại không? Cá bồ là em chế chứ không phải ai bán đâu nghe anh chị. Cá bồ của nó một rượu rồi nó bị gãy rồi, nó không phải một mà nó bị gãy rồi thôi em bỏ luôn. Đó, anh chị nhìn thấy cá bồ không? À, em định bán là em bớt tiền cá bồ nhưng mà thôi em chế luôn, em chế mấy tiếng đồng hồ. Cá này là anh chị đập cắn nó không có bể. Lợi hại không? Lại hại ở lộ lợi hại không? Đây. Máy thì chạy 30 phút. Cái bộ cần em làm à quên nó nói cái này á, là nó xài bằng cái ống xin thì anh chị không bao giờ mà hư được cái bộ tâm này đâu nghe. Em dám hứa anh chị là không có hư được, nó không có bể cao su được, nó bền lắm, nó có cao su đâu bể, nó có cái dòng xin nè mà em tiện nó rất là bót ha. Đó. Không có hư được chỗ này. Còn cái cần echo em dám hứa với chị, những cần echo đời mới mình á, từ 311 gì đó thì cái cao su này thì nó dễ bị hư lắm, mà nó hư là mình mua cũng không có cao su luôn. Nhưng mà em tiện cái này thì anh chị là không hư cao su rồi, thì em có quay em mấy lần đó, nó rất là bền. Cái bộ này rất là bền chuẩn anh chị, bởi vì em ưa lựa máy ba lô mà để em làm á, là máy ba lô là mới là một đó, hai là cái bộ cần em chịu khó em làm là nó sẽ bền hơn. Chứ thường mấy cái nó cái cao su của mà echo này nó dở nhất là nó bị giòn đó. Đó, rồi đầu bò chấn cỏ nè, chấn cỏ gì của nó luôn. Còn cái con ốc này là của bên Nhật nó gắn luôn anh chị. Đó, nó gắn con ốc nè không. Nhưng mà để gì cũng được, xấu xí lên chơi đầu bò echo nè. Thì mai em mới gắn ra vô nha anh chị, tại bữa nay luôn quá, chúc em đi công chuyện ha, đi coi vô đất rồi. Rồi đem test cho anh chị xem ha. Chụp trực trợ lực lớn nha anh chị. Cái dòng này nó hay cái là nó không có chảy xăng dư được, tại vì nó không có bung tu xăng, nó chạy mạnh thì nó xuống xăng đây nè anh chị, xuống xăng như đây nè, chả về cái ống này lại nè. Đó. Thì mấy cái dòng này trợ lực lớn này thì cái nhẹ là nổ à. Công tắc chưa gắn vô luôn nha anh chị, mai gắn công tắc vô ha. Bơm hơi em bán rồi nha, có cái máy nhỏ ngoài bán hoài, ngoài mua nó xíu luôn. Đi thăm một sân luôn, hẹn em không về. Mốt em anh chị em thông báo trước ha, mai mốt là em sẽ làm những dòng máy nồng lớn nha anh chị. Tại vì em mới đấu thầu với bên cái đại lý của mình đó, đại lý cũng lớn lắm. Máy lớn không, máy nồng lớn không à. Trời ơi, máy thấy ớn luôn, anh nhìn em thấy muốn sạch túi luôn. Rồi, anh chị.
chỉ cần liên hệ em, à quên chưa nói giá nữa, con này thì em bán rẻ thôi, tại vì nè cái Boe, à quên nói Boe, cái Boe này là 260 nha anh chị, mà Boe này là Boe xịn nha anh chị, à Boe xịn nha chứ không phải là Boe thường nha. Cái le ở đây nè, để em chỉ anh chị quên, đây là đóng le, đây là mở le ha, có hai cái yếu tố là lạ quắc lạ quơ luôn, bởi vì Việt Nam không có cái máy này, nhìn là biết máy của em rồi. Thì cũng con này bán rẻ thôi, nhạy lực đó, em phái với cái chế này nè, cái chế này nhạy giật như quỷ luôn. Ok, thì cái máy này em bán rẻ thôi, tại vì nó bị tà la tùm lua đó, thì cái Boe, nhưng mà em chế là anh chị cứ yên tâm ha. Đồ em chế thì anh chị cứ yên tâm, không có không phải là chế thấy gốm đâu anh chị, em không phải như mấy cái ông mà kia đâu. Nói mấy ông kia họ không chửi em, nó giỡn chứ một người có một kiểu làm anh chị ơi ha. Hai cái ống xăng dưới là hai ống gì, ống trắng là ống thay rồi nha, ống trắng hư à, quên nó mãi số rồi, không có chạy chữa chút đỉnh anh chị, mà không sao đâu ha. Cái nó chạy một xíu rồi mà sao có điện thoại đưa vô đây, nó bự chà bá vậy trời, kiên khít đó nè anh chị thấy không, chế bắt vô làm là phải giống viên nha anh chị, chứ không có làm mà kiểu đại đại thí đâu, em làm cái nào ra đó là hoàng đó. Rồi bán rẻ con này thôi anh chị, cho bán cho anh chị con này 2,4 triệu bao ship. Trời ơi sao không thấy được gắn đâu, cái móc kia nè nó đút vô. Rồi quá vip ha, nguyên của máy, máy gắn ta lấy này vô vô chị, à không quên nó, cái máy em bán là có cộng dây đeo với cái chấm cỏ, anh chị muốn lấy chấm cỏ tiêu quyền luôn, anh chị muốn lấy chấm cỏ đó thì lấy, còn muốn lấy chấm cỏ mới thì bạn lớn thì em đưa chấm cỏ bạn lớn ha. Quá ok nè, anh chị nghe tiếng máy nổ nè, chỉ cần liên hệ em ha, 2,4 triệu bao ship, một cộng dây đeo, một cái chấm cỏ bằng lớn, muốn lấy nào lấy ha. Rồi thôi em chào nha, chỉ cần liên hệ em ha, quá đẹp máy mới tin luôn trời.